Thực hiện Nghị định số 03/2022 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Thời gian qua, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu luôn quan tâm phối hợp hoạt động theo đúng nội dung yêu cầu đặt ra. Mời khán giả cùng theo dõi qua phản ánh sau. Để công tác phối hợp đạt hiệu quả, các lực lượng đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức huấn luyện, diễn tập, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời thường xuyên trinh sát thực địa, bổ sung các phương án phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các ngày lễ Tết, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn. Ba lực lượng cũng xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực tế, triển khai kịp thời và sâu rộng trong toàn lực lượng nhằm tạo sự thống nhất cao trong thực thi nhiệm vụ. Định kỳ hàng tháng thì ba lực lượng tổ chức giao ban để đánh giá kết quả thực hiện và những thuận lợi cũng như là những khó khăn và đề xuất giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia trên địa bàn trong thời gian tới. Từ đó chủ động nắm tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thì ba lực lượng cũng đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội đặc biệt quan trọng diễn ra trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Từ đó triển khai phương án bố trí lực lượng đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, ba lực lượng đã huy động trên 700 lượt cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát khắc phục hậu quả thiên tai. Trước hết là phối hợp trao đổi thông tin và kiểm tra xác minh thông tin trên 40 tin, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến tình hình dân tộc, tôn giáo. Phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật qua các loa di động được 20 cuộc với thời lượng là 180 phút. Phối hợp triệt phá thành công 17 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với 39 đối tượng, đã khởi tố 16 vụ với 21 bị can, triệt phá 50 điểm tệ nạn xã hội, bắt quả tang 315 đối tượng và giải tán vô hiệu hóa 24 điểm tệ nạn nhỏ lẻ, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, ba lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt chuyên trách, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong năm 2023, đội biên phòng Vĩnh Châu đã tiếp nhận, xử lý, trao đổi, bàn giao 23 tin báo về tội phạm ma túy, 15 tin báo về đánh bạc, 6 tin báo về gây rối trật tự công cộng. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Thời gian tới, ba lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chủ động xây dựng phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an ninh, an toàn trật tự trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt triển khai cái nghị định số 03 của Chính phủ về các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, thì duy trì nghiêm chế độ hội ý, giao ban, là trao đổi thông tin, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn, là đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm có sử dụng vũ khí, là tham mưu kịp thời cho thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã trong chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp khiếu kiện, nhất là về đất đai, vụ việc liên quan đến các dự án điện gió trên địa bàn thị xã, không để phát sinh điểm nóng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Những kết quả tích cực của ba lực lượng đã được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ghi nhận. Đó là động lực để cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang thị xã không ngừng nỗ lực triển khai nhiều biện pháp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.